Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm GKDAT. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tiện ích hiển thị thứ tự tất cả các lớp ở trong phần mềm nha. Rồi, giả sử ta có một file như thế này nha. Đây, có đây là lớp nè, lớp ranh nè. Đây là lớp thửa nè. Khi ta bấm Ctrl B lên nè, cho nó hiển thị màu nè. Thì cái lớp thửa đất á, nó là trong vùng, nó chồng đè lên cái lớp gọi là loại đất này, lớp lớp loại đất này, thấy không? Lớp loại đất bị chè lên nè, loại đất nè. Bây giờ làm sao để cho nó hiển thị cái lớp loại đất lên? Lớp loại đất nằm ở lớp mấy? Lớp 3. Thì làm như thế nào? Làm công cụ tiện ích thứ tự hiển thị này, đó lên trên nè, lớp 3 lên trên chứ, lớp 3 nằm phía trên rồi đó, nó hiển thị lên không? Đó, nằm phía trên nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.